Để khởi sự thì các bạn trẻ thường lựa chọn lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Tuy nhiên có một bạn trẻ thuộc thế hệ 9X lại mạnh dạn thử sức bằng một công việc mà ai cũng nghĩ là chẳng còn gì mới mẻ để khai phá, đó là làm bánh chưng. Điều lạ là dù bán với giá rất cao, có loại tới 600.000 đồng một cặp, nhưng loại bánh chưng này vẫn bán rất chạy. Vậy bánh chưng của bạn trẻ này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua ghi nhận sau. Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, thay vì chọn công việc văn phòng nhàn hạ, Nguyễn Thu Hoài lại quyết định đi theo nghề bán bánh chưng. Nhưng thay vì làm bánh chưng bình dân, Thu Hoài lại muốn làm loại bánh chưng với những nguyên liệu hạng nhất cùng vẻ bề ngoài bắt mắt, đủ sức trở thành món quà sang trọng trong dịp Tết. Làm về một sản phẩm truyền thống, thế nên là bọn mình thống nhất là sẽ mang cái con mắt của người trẻ về cho cái sản phẩm của truyền thống. Lớp người trước thì nhìn thấy sản phẩm vẫn vẫn thấy nó có một nét gì đấy thân thương, nhưng mà với những lớp trẻ như mình thì nhìn thấy nó không quá là xấu xí như cái bánh chưng cũ, mà nhìn thấy nó vẫn thấy đẹp, vẫn thấy lung linh, vẫn thấy muốn được là sở hữu và muốn được là mang tặng cho những người thân của mình. Mọi người có thể thấy là cái thiết kế của mình là khi mở ra là nó sẽ là cánh cửa đẩy ra, chứ không phải là dạng mở hộp mà nhìn thấy sản phẩm luôn. Mỗi chiếc bánh trải qua khâu chế biến cầu kỳ như nhuộm màu xanh với nước cốt lá riềng, luộc kỹ từ 8 đến 10 tiếng và hút chân không đảm bảo trước khi chuyển đi nơi khác. Giá của một cặp bánh chưng như thế này là 600.000 đồng. Với giá tiền như vậy, người dân có thể mua được hàng chục cặp bánh chưng bình dân phổ cập. Nhìn bề ngoài thì rất là đẹp. Thế còn cái này còn phải đợi xem là thưởng thức khi ăn mình cảm thấy như nào nữa. Cái này mang đi biếu rất là đẹp, mà nó cũng vừa lịch sự vừa sang và nhìn nó vẫn cái này cái nét đặc trưng của Việt Nam mình nó rất là đẹp. Nếu mà so với giá thành mà so với hai cái bánh chưng không thôi ấy, thì tất nhiên là nó sẽ là cao, nhưng mà ngày Tết mà chỉ có mấy ngày thôi thì mình thắp hương cho ông bà, mình bày lên bàn thờ ấy cũng rất là đẹp. Khi mà mình cầm cái túi quà mình đi tặng thì nó không chỉ là một cái bánh chưng, và nó cảm nhận là người nhận sẽ nhận được là cái sự chân thành của mình. Vì đây là năm đầu tiên sản phẩm bánh chưng cao cấp này ra đời, bước khởi đầu thăm dò thị trường nên chủ thương hiệu bánh chưng Nương Bắc cho biết số lượng bánh phục vụ dịp Tết năm nay dự kiến chỉ dao động khoảng trên dưới 1.000 chiếc. Cô gái 9X này hy vọng thương hiệu bánh chưng cao cấp của mình không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn trở thành món quà mà bạn bè trên thế giới yêu thích.